lại một câu, anh trả lời thử nhá. Công việc yêu thích nhất của những đôi uyên ương trong đêm tân hôn là gì? Biết rồi còn hỏi. Anh chỉ được cái hiểu ý em. Em đã chuẩn bị sẵn rồi đây này. Cái gì đấy? Kéo ạ? Làm gì? Cắt. Cắt ở đây là cắt phong bì. Em ơi, em thích nhất là cái khoảnh khắc này đấy. Ôi, toát mồ hôi hột. Bây giờ này nhá, anh sẽ làm nhiệm vụ cắt phong bì cho em. Còn em sẽ ghi tên những người nào mừng mình để sau này mình còn đi mừng người ta. Rồi, nhất trí. Đầu tiên là ai đây? Anh ghi đọc tên đã. Anh chị. Anh chị. Anh chị gì đây? Anh chị Hạ Bộ. Hạ Bộ. À, chồng tên Hạ. Chồng tên Hạ, vợ tên Bộ, nguyên cả cụm. Hạ Bộ mừng bao tiền anh? Em ơi, nửa triệu em ạ. 500 à? Hôm đấy là hai ông bà đi một người hay hai người ấy nhở? Hôm đấy đi cả nhà 4 người em ạ. Gì thế ta, sao 4 người? Thì hai đứa con nữa. Cứ để đấy vậy. 100. Rồi, đây này. Hồng Văn Pháo. Hả? Hào Văn Phóng. Mấy trăm anh? Mấy trăm? 1/5 của 1 triệu em ạ. Anh xem có lẫn ở trong đấy không? Đi qua 200 là như nào? Chắc là cái phong bì này nó bị thủng rồi. Thủng làm sao được? Bây giờ anh mới cắt mà. Anh không bảo với người ta là anh ấy đi ăn đám cưới buffet à? Hả? Thì mà thôi. Không biết gì. Quan trọng gì em, tình cảm là vui rồi. À! Em rõ ràng em đã ghi trong cái thiệp đám cưới của vợ chồng mình là đi ăn đám cưới ở quán buffet. Thì tức là mình được ăn một cách tóe lóe. Thì người ta phải mừng tóe lóe, thế tại sao lại mừng có 200.000? Vẩn. Đâu rồi? Đấy, phó phòng mà còn đi có 200.000, có biết nhân viên đi bao nhiêu tiền? Thế mình, ai? Em ơi, tấm phiếu mua hàng siêu thị tung tăng giá 1 tỷ. Ôi, 1 tỷ á? À không, 1 triệu. Này, sao bạn anh nhiều người rảnh thế nhở? Rảnh gì? Sao cái tiền này nó không quy ra tiền mặt cho nó dễ, lại còn phải đi mua phiếu mua hàng để tặng? Vợ chồng mình mới cưới đúng không? Bao nhiêu thứ phải lo toan, bao nhiêu thứ chưa mua đúng không? Mình đi siêu thị nhá, tiện thể mình mua luôn. Anh xem ai gửi đi để em biết đây. Họ đoán tên gửi, họ tên đầy đủ là đoán xem ai gửi. Chị, em phải kiểm tra lại cái này đi. Dạ, làm gì có, em chả thấy cái dấu riết gì ở đâu. Đây à? Này, dấu này, dấu đỏ này, đỏ chất chỉnh chuạch này này. Đây này, chỉ áp dụng lúc 17 giờ. Ngày hôm nay rồi 3 giờ rồi. Vợ chồng mình đi luôn đi. Thôi đi làm cái gì, anh làm sao đây? Bây giờ còn bao nhiêu phong bì, còn quà cáp phải bóc ra để mà cất đi chứ. Em hay nhở, bây giờ mình không đi ấy là mình mất luôn 1 triệu đúng không? Khổ. Cái này mình để tối về mình làm cũng được. Khổ mà. Quá, anh làm sao thế? Những cái phong bì này mình làm chỉ mất 1 tiếng nữa thôi, sao vợ chồng mình nghĩ ra đấy? Em không đi ấy, coi như là mất trắng 1 triệu này. Hả? Nó nhá, nó gấp 5 lần cái này này. Thấy chưa? Gì? Em thất vọng về anh cực kỳ ý. Cái gì? Hồi mới yêu nhau anh bảo cưới nhau về anh sẽ làm nô lệ cho cuộc đời em. Bây giờ nô lệ kiểu gì anh bắt tôi xách hết đồ từ dưới tầng lên, anh có biết nó nặng như thế nào không hả? Tại cái ông đoán xem ai gửi chứ. Ông ấy mừng vợ chồng mình 1 triệu mà cuối cùng vợ chồng mình đi mua hết 5 triệu. Bạn anh trời khập lắm ý. Mà chả hiểu ông ấy là ông nào, anh phải gọi kiểm tra xem ai đi. Em ơi. Gì? Mình vào nhầm nhà hay sao ấy? Anh dở anh. Nhưng mà anh nhớ rõ là trước khi đi anh để con SH Samurai Hit Pop của anh để đây mà. Rồi. TV. Tôi cắp chứ cản không? Quà. Chứ gắm lên từ phong bì. Anh ơi. Anh ơi, phong bì của em. Quà đám cưới của em. Ôi dồi ôi. Cái TV em vừa mới mua. Anh ơi. Vào. Ôi, anh ơi. Ai làm cái này? Này, có cả huyết thư để lại này. Bây giờ thì biết ai rồi chứ? Trời ơi. Này,
Bác này cháu đang chơi mà, bác lại ảnh hưởng đến giờ giải trí của cháu. Quá rồi, mẹ cháu về đến đồng ngõ rồi ấy kìa. Ui giời, sao bác không nói trước? Bác cắt cho cháu cái iPad đấy. Ui giời ơi. Cún ơi, mẹ về gì đây? Ui giời ơi, con trai mẹ nhớ, con trai mẹ quá đây này. Ui giời ơi, mẹ yêu nào. Con làm sao thế con? Con ốm à? Hôm qua con thức cả đêm để học bài mẹ ạ. Thôi, mẹ thương con trai quá. Thôi chịu khó một thời gian nữa nhá. Thi xong học kỳ, được điểm cao mẹ thưởng nhá. Dạ. À, mẹ ơi, sao mẹ đi công tác lâu đấy? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con, nhớ nhiều hơn cả con nhớ mẹ. Nhưng mà phải xong việc thì mẹ mới về được chứ. Thế ở nhà thế nào? Có nghe lời mẹ dặn không? Có nghe lời mẹ dặn chứ mẹ. Mẹ không tin mẹ hỏi bác giúp việc được xem. Bác giúp việc ơi! Ơi! Dạ, cô à. Vâng. Cô đã về rồi đấy hả? Cô đi đường có mệt không? Để tôi vào lấy nước cô uống nhá. Thôi. À mà cháu nó nói đúng đấy. Nó ở nhà nó ngoan lắm cô ạ. Vâng, học hành suốt ngày suốt đêm ấy. Thế à? Vâng, đã ngủ về thì thất ấy. Tôi bảo nó đi ngủ nó còn bảo là không được. Cháu phải học thật giỏi để không phụ công chăm sóc của mẹ cháu. Ôi trời thế cơ. Trời ơi mẹ tự hào quá. Này, dạ, ở nhà ấy, con trai tôi nó học hành vất vả ấy thế. Vâng. Chị phải để ý thay tôi chăm sóc cho cháu đàng hoàng vào. Vâng ạ. Mua nhiều hoa quả sữa để bồi bổ cho nó. Vâng. Cần gì cứ nói với tôi nhá. Vâng. Thôi biết rồi. Chị vào nấu cơm đi. Dạ. Nhanh cũng có con nó đói. Vâng 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 vâng. Tôi nhanh lên đi ạ. Mẹ ơi. Ơi. Dạo này con thấy mẹ có vẻ mệt mỏi sao ấy. Thế à? Mà bây giờ buổi sáng mẹ lại phải dậy sớm để đưa con đi học. Ông... Rồi à, tôi hiểu ý của ông rồi. Ông đang muốn tôi thưởng cho ông cái xe máy chứ gì. Được rồi, lần này nhá, mẹ duyệt. Không, không được mẹ. Được chứ sao không được. Nhưng mà con không biết đi xe máy đâu mẹ. Không biết đi thì cứ tập, trước sau thì cũng đi được hết. Con mà ngoan ngoãn nhá thì cái gì mẹ cũng thưởng, chứ không cứ gì là cái xe máy nhá. Dạ, dạ, con sắp xong xuôi rồi. Mời cô với cháu vào ăn cơm ạ. Đi con. Chào gia đình. À, dạ chào thầy ạ. Dạ chào thầy giáo. Dạ quý dạ, quá quá. Chào anh ạ. Dạ mời là... thầy ngồi nhá. Tôi vào tôi lấy nước vào. Ôi thôi, không cần nước nôi gì đâu. Thế ạ. Hôm nay ấy, tôi đến đây để trao đổi về tình hình học tập của cháu Minh. Thế là tình hình học tập của cháu Minh có dạ, thưa thầy là có chuyện gì thế ạ? Chị cứ bình tĩnh để tôi trao đổi với phụ huynh của cháu. Dạ. Chị ạ. Tôi phải đến đây để kịp thời trao đổi và phản ánh về tình hình học tập của cháu. Dạ. Trong những tháng gần đây, cháu học hành rất là sa sút, luôn bị điểm kém này. Trong lớp thì hay mất trật tự, làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Mà này, nhất là cháu hay trốn học lắm đấy. Ôi trời. Mà đấy, chuyện tôi đã trao đổi với chị lần họp phụ huynh trước rồi. Mà sao cháu vẫn không tiến triển là thế nào ạ? Dạ, thì... Dạ, thưa thầy ạ, có đúng là như thế không ạ? Ôi giời ơi, Minh ơi là Minh! Như thế này là như thế nào? Tại sao thầy lại nói chuyện như thế? Con vừa nói với mẹ như thế nào? Con nói với mẹ là con ở nhà con nghe lời mẹ dặn, con chịu khó học hành. Tại sao lại bỏ học? Tại sao lại nói chuyện riêng? Như thế là như thế nào? Còn cả chị nữa. Dạ. Ôi trời ơi, chị nói với tôi là thằng Minh ở nhà chịu khó học hành, học ngày học đêm. Thế hóa ra là chị với thằng Minh thông đồng nói dối tôi đúng dạ, không? Dạ không phải như thế. Cho chị bao nhiêu tiền? Dạ, nói tôi, con chị bao nhiêu tiền? Tôi. Đứng dậy. Con cho ba cái bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 1 triệu à? Con lấy ở đâu ra mà nhiều tiền thế hả? Con lấy trong phòng của bố mẹ. Ôi trời ơi, con với cả cái rồi ơi. Của công mẹ tin tưởng con. Còn cả chị nữa đấy nhá. Ôi trời ơi, tôi tin tưởng chị, hóa ra là chị lừa dối tôi à. Rồi ôi, chị làm tôi thất vọng quá. Ôi, bây giờ cho tôi hỏi, ai là mẹ của cháu Minh? Là chị hay là chị? Là tôi. Cho em đi nhờ cả, em vào trong làng tí. Dạ. Vào trong làng thế? Dạ vâng ạ. Rồi sao luôn? Dạ. Anh đẹp dai quá. Dạ. Này, sao? Tôi hỏi ông nhá. À. Tôi hỏi ông nhá. Hỏi đấy. Tôi có thù hằn gì với em không? Hả? Thế tôi hỏi ông nhá. Ừ. Bố mẹ đẻ ra tôi có thù hằn với bố mẹ đẻ ra ông không? Hả? Tôi hỏi nữa này. Ừ. Gia tộc nhà tôi nhá. Ừ. Có thù hằn gì với nhà ông không? Hả? Tại sao tự nhiên nhá? Tôi bảo tôi xin phép rồi, tại sao ông lại chặn ngang được rồi hả? Ông làm sao? Dê. Tao hỏi mày nhá. Ôi giời, cái gì đấy? Mày vào làm tao làm gì? Thì tao vào tao chơi. Không phải chơi, mày vào mày tán gái đúng không? Đúng không? Sao mày biết? Bây tao nói luôn cho mày biết nhá. Ờ. Gái làng tao là của anh em tao. Ờ. Này, đi ra ngoài. Ờ. Này, lại tao bảo. Dê.
Tao lo cho mày biết nhá. Mày bị điện giật à? Hả? Sao mày vào vấn đề chính đi. Này, tao nói cho biết nhá. Gái là gái đằng mày, nhưng mà tao tán đi là quyền của tao nhá. Có làm sao? Ai mà tán được thì người ấy lấy làm vợ, làm sao hả? Hả, làm sao? Mày nhá. Cái gì? Mày tham gia giao thông mày không đội mũ bảo hiểm nhá. Mày thích bảo là tao không? Hả? Mày coi thường luật pháp à? Bây giờ mày như nào? Mày bỏ cái tay xuống. Mày nhá. Bỏ cái tay xuống. Bây giờ mày nhìn thế nào? Đây là mày nhìn, mày nhìn. Cái gì? Đây là ở đường nhá. Thế tại sao mày mang thóc mang lúa ra đây mày phơi à? Mày không phải chỉ. Đây là đường nhá. Nhà tao đóng tiền để xây lên. À. Tao xuất đinh nhá. Mỗi người 50.000. Đường nhà tao phơi. Này, tao nói cho mày biết. Làm sao mày không phải nói nhiều? Xe là xe bố mẹ bây tao. Bây giờ làm tao. Sao? Nhưng mày... tao có mua bảo hiểm tao không được ấy làm gì tao. Bây giờ mày làm sao? 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 Mày vào trước đi. Dùng hung khí à? Mày vào trước đi. Rồi. Mày muốn chơi đây. Mày đánh ra. Cậu không biết tôi là ai không? Không. Này, đây là anh Tú. Anh Tú gì? Anh Tú là trưởng thôn tao đấy. À, trưởng thôn đấy à? Này, tao nói cho mày biết nhá, mày muốn vào đây tán gái tất cả là phải qua anh Tú. Tóm lại là bà Bênh đúng không? Bà Bênh. Rồi, chờ một tí. Rồi, bà Bênh rồi. Đây, bà Bênh. Quay clip nhá, được chưa? Nào, xin chào tất cả bà con nhá. Tớ là Nguyễn Lớp. Đấy, hiện tại là tớ đang ở trong một cái làng nhá. Vào đây để tán gái. Thế mà tự nhiên hai ngày đây, hai ngày đây. Quay xuống anh ơi. Hai trật tự để tớ đang quay nhá. Ui giời ơi nhá. Bắt nạt tớ này. Ui giời này, nhìn này, mọi người nhìn này. Để thôi, này. Tôi có ý kiến. Ý kiến nhé. Ý kiến đi, chào bà con nè. Chào bà con. Rồi, ok. Sao? Ý kiến của tôi là... gì? Cái cậu này sao lại bẩy tóc ở đây? Gọi đây mà đi lấn chiếm gì hết. Rồi, đúng đường này. Cứ gọi tóc đi chứ lên. Nó bẩy thế chứ. Lấn chiếm này không được. Đúng rồi, đấy. Quay lại đi. Đúng rồi. Không phải, nhưng mà... Cái gì? Cái bỏ cái máy á. Không bỏ nhá này. Tự do ngôn luận, tự do báo chí nhá, không phải bỏ nhá. Cái gì? Cái này nhá, tí nữa nhá, tôi up lên trên cộng đồng mạng nhá. Bây giờ cho tất cả bà con đều biết. Em xin anh. Anh Tú ơi, báo chí. Anh ơi, em nghe giọng này cứng lắm hay là ông là nhà báo? Chắc là nhà báo rồi chứ còn gì. Bây giờ mà ông ấy đưa làng mình lên thì xấu cả làng mình ấy. Ôi giời ơi, thì mất cả làng văn hóa. Xong rồi. Vừa rồi nhá, những cái gì mà hai anh thì thầm mẹ nhá. Tôi đã quay và ghi âm rồi đây nhá. Anh bình tĩnh. Không nói nhiều, bây giờ tôi up clip lên trên mạng luôn. Anh bình tĩnh. Anh thông cảm. Bình tĩnh này. Anh mời anh lên ủy ban, mời anh chén nước chè chúng mình nói chuyện rồi có. Dạ vâng anh ơi, làng em là quân số rất đông. Đúng rồi. Tình luôn. Mông cao cô đẹp phụ tận tình. Đông lắm à? Vâng, đông lắm. Rồi thôi bình tĩnh nhá, cho mình suy nghĩ đi. Vâng, bình tĩnh. Chờ nói ra anh giải quyết đi. Chết thật. Rủ mình lên, mời mình lên trên ủy ban. Xong lại anh em rất đông. Lên đấy rồi úp sọt đánh cho chết. Ê, không hề có chuyện đấy. Không hề có cái chuyện đó. Chẳng mấy khi nhà báo về làng anh. Đúng rồi, mấy khi nhà báo về làng. Cái gì anh mời anh lên ủy ban chúng tôi trực tiếp anh. Các anh bình tĩnh à, các anh vừa bảo là cái gì ạ? Nhà báo ấy, nhà báo về làng chơi, quý hóa quá. Hai anh cứ đùa em phải nhà báo đâu. Em tính lên làng khác sao vậy? Dạ, để nói gì? Không phải nhà báo đúng không? Không phải nhà báo. Báo cáo em gửi cho bác cái chìa khóa. Đây. Bác phải bắt ngay. Vì nó là cái tội là tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Đúng rồi. Bác cứ bình tĩnh này. Tôi nói cho biết nhá. Này thóc lúa tại sao mang ra đường vơi à? Tao nói từ đầu rơi. Ông cản trở cả cái đường nhà. Thôi. Thôi. Không đội mũ bảo hiểm. Thôi. Cả hai anh cùng sai rồi. Cùng sai. Sai đâu, dạ. Em đúng. Một tí vi phạm. Này. Hai ông có bảo ban được nhau không? Không cho bảo sao được. Em lẻ cho. Mày sai. Mày không sai. Thôi. Không. Đã thế, mời hai ông lên ủy ban. Làm gì hả? Nộp phạt. Bỏ đi. Ai bỏ đi. Chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt 1/2 giây là sẽ thấu hiểu được người khác nghĩ gì và muốn gì. Bói đi. Ủa, cái gì đấy? Cười cái gì? Con chào thầy ạ. Rồi thầy ơi, cái gì? Thầy dạy cho con cái bài mà thầy vừa gieo được không ạ? Vừa gieo á? Vừa gieo. Rồi. Nhưng mà trước tiên nhá, mình phải gieo. Gieo này. Sao đấy ạ? Không phải gieo đây là đặt lọc. À, học phí ạ? À? Ừ, giời, thông minh thế. Nhanh lên. Dạ, hôm nay con chỉ có thế này thôi. Thôi, ném được, nhưng mà quan trọng là đủ. Yên tâm nhá, cứ đặt ở đây. Thầy mà đã nhận tiền ấy, là khi mà thầy đã bắn lên rồi ấy, nếu mà xịt ấy, thầy trả lại lại.
Có chắc không ạ? Có chắc không ạ? Chả chắc thì sao? Không tin đúng không? Vâng. Đứng dậy đi vậy. Cầm tiền đi vậy. Đi vậy. Con xin thầy, con xin thầy ạ. Nhưng mà thầy phải làm thế nào con mới tin được chứ ạ? Hay là thầy ơi, bây giờ nhá, thầy thử nhìn xem con đang nghĩ gì đi. Đang sợ mất tiền đúng không? Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Từ 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 từ. Thế bây giờ khó hơn nhá. Khó hơn. Ừ rồi rồi. Khó hơn này. Được không? Bây giờ thầy thử nhìn xem con đang nghĩ gì đi. Rồi, nghịch thầy, đang muốn ăn trộm nhà kia đúng không? Ôi trời, dạ chuẩn quá, dạ con lạy thầy ạ. Lạy đi gì nữa. Quy, con quỳ rồi, con quỳ sẵn rồi. Bắt đầu nhá. Con lạy thánh Romeo, con thầy thánh Genius, con thầy Zoranido, con thầy Ozo, con lạy Loto. Ấy. Xong rồi đấy. Xong rồi ạ. Ui giời ơi, khiếp, cái cài khó thế chị. Con đã thấy cái gì đâu mà xong ạ? Muốn thử không? Bình tĩnh hiểu chưa? Con chào thầy ạ. Ở đây đấy, thử luôn. Này, thử luôn. Này, nhìn. Ok đây, nhìn. Rồi. Em. Dạ. Có phải là em đang nghĩ trong đầu là anh rất đẹp trai và quyến rũ, đúng không? Sao anh biết được điều đấy ạ? Ôi, thế là thật à? Vâng. Ôi trời ơi, con lại thầy. Anh ơi, từ từ, thầy cho con nói toán thử một lần nữa. Em, có phải là em đang nghĩ rằng mình sẽ đến đây để học thầy về cái bài đọc suy nghĩ của người khác và đang nghĩ rằng không biết là mất bao nhiêu tiền đúng không? Ôi, con thành công rồi. Bây giờ anh trả lời với em luôn. Anh mất tổng cộng 83.000, cứ thế mà đặt ra là chứ không phải 100 à? Không phải 100, 83.000. Nợ nhá, nợ 17.000 nhá. Dạ vâng ạ. Khi nào giàu nhớ trả lại thầy 17.000. Dạ vâng ạ. Thế rồi, đi. Dạ vâng ạ, con lạy thầy ạ. Đi đi trời. Cảm ơn thầy. May mắn quá. Đi nhá. Ôi trời ơi. Ngu. Con bái thầy ạ. Thấy tiền này là cứ sáng mắt đi. Rồi ạ. Lọc lá thì thầy có tiếc gì đâu. Nghe không phải lo. Thầy sẽ đưa, hiểu chưa? Dạ. Đây. 30 nha. Rồi nha. Hiểu chưa? Ít nhất là con phải được một nửa chứ ạ. Một nửa cái gì? Thầy hỏi mày nhá. Thế thầy cúng từ nãy giờ nhá, vật vã mồ hôi nhá. Mày chỉ được thế này thôi. Nhưng mà con là người rất mối với thầy. Theo em là cứ phải chia đều. Mày đi cái gì mà chia đều nhá. Này, đừng lại. Định lừa đây đúng không? Này, lừa đây không dễ đâu nhá. Lừa. Bỏ tiền xuống. Bỏ tiền xuống. Dạ vâng ạ. Dạ. Bỏ ạ. Bỏ xong chưa? Xong rồi ạ. Ôi giời ơi. Con lừa nó lừa đảo đây này. Con lừa nó quay này. Đây rồi. Có chuyện gì mà bà Cai cái chị làm âm sóng đấy hả? Dạ bà Cai ạ. Sao? Có hai đối tượng này lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để hành nghề mê tín dị đoan. À, hành nghề mê tín dị đoan à? Anh cứ bắt luôn. À được, anh chị mời anh chị này lên ủy ban phường nhanh này. Bắt luôn lên thôi. Tại mày. Thầy ơi. Các đồng chí giải hai nghi phạm lên phường nhá. Này, tưởng lừa ông mà dễ á. Hơi bị tương kế tiểu kế đấy. À đây rồi. Ôi. Ôi. Cô cũng cảm ơn anh đã có công trong việc phòng chống và tố giác tội phạm. Ờ, thế hả? Ừ. Thế em có bằng khen không ạ? Tất nhiên rồi. Ngày mai mời anh lên ủy ban phường nhận bằng khen. Cảm ơn nhá. Em phải về đã, mai em lên lấy nhá. Đi nhá. Vâng. Luôn này. Này, từ từ. Dạ sao thế? Tôi nhìn ông quen lắm. Quen làm sao được? Em ở khu khác đến đây thì quen làm sao? Em về đây. Này. Rồi kéo ghê thế. À, thế đúng rồi. Đúng cái gì ạ? Rõ ràng tôi nhìn thấy ông trong... Trong cái gì? Trong cái lệnh truy nã. Ôi không phải đúng rồi. Mời ông lên công an phường giải quyết. Này, bác này cháu đang chơi mà. Bác lại ảnh hưởng đến giờ giải trí của cháu. Quá rồi, mẹ cháu về đến đồng nõ rồi ấy kìa. Ui giời, sao bác không nói trước? Bác cắt cho cháu cái iPad ấy. Ui giời ơi. Cún ơi, mẹ về gì đây? Ôi trời ơi, con trai mẹ nhớ con trai mẹ quá đây này. Ôi trời ơi, mẹ yêu nào. Con làm sao thế con? Con ốm à? Hôm qua con thức cả đêm để học bài mẹ ạ. Ôi, mẹ thương con trai quá. Thôi chịu khó một thời gian nữa nhá. Thi xong học kỳ, được điểm cao mẹ thưởng nhá. Dạ. À, mẹ ơi, sao mẹ đi công tác lâu đấy? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con, nhớ nhiều hơn cả con nhớ mẹ. Nhưng mà phải xong việc thì mẹ mới về được chứ. Thế ở nhà thế nào? Có nghe lời mẹ dặn không? Có nghe lời mẹ dặn chứ mẹ. Mẹ không tin mẹ hỏi bác giúp việc được xem. Bác giúp việc ơi. Dạ, cô ạ.
hả? Vâng. Cô đã về rồi đấy hả? Cô đi đường có mệt không? Để tôi vào lấy nước cô uống nhá. Thôi. À mà cháu nó nói đúng đấy. Nó ở nhà nó ngoan lắm cô ạ. Vâng, học hành suốt ngày suốt đêm ấy. Thế hả? Vâng. Đã ngủ lê thì thất ấy. Thôi bảo nó đi ngủ, nó còn bảo là không được. Cháu phải học thật giỏi để không phụ công chăm sóc của mẹ cháu. Ôi trời, thế cơ. Trời ơi, mẹ tự hào quá. Này, dạ. Ở nhà ấy, con trai tôi nó học hành vất vả như thế. Vâng. Chị phải để ý thay tôi chăm sóc cho cháu đàng hoàng vào. Vâng ạ. Mua nhiều hoa quả sữa để bồi bổ cho nó. Vâng. Cần gì cứ nói với tôi nhá. Vâng. Thôi, biết rồi. Chị vào nấu cơm đi. Dạ. Nhanh cũng có con nó đói. Vâng, 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 vâng. Tôi nhanh lên đi ạ. Mẹ ơi, ơi, dạo này con thấy mẹ có vẻ mệt mỏi sao ấy. Thế à? Mà bây giờ buổi sáng mẹ lại phải dậy sớm để đưa con đi học. Rồi ạ, tôi hiểu ý của ông rồi. Ông đang muốn tôi thưởng cho ông cái xe máy chứ gì? Được rồi, lần này nhá, mẹ duyệt. Không, không được mẹ. Được chứ sao không được? Nhưng mà con không biết đi xe máy đâu mẹ. Không biết đi thì cứ tập, trước sau thì cũng đi được hết. Con mà ngoan ngoãn nhá thì cái gì mẹ cũng thưởng, chứ không thứ gì là cái xe máy nhá. Dạ, dạ, con xong xuôi rồi. Mời cô với cháu vào ăn cơm ạ. Đi con. Chào gia đình. À, dạ, chào thầy ạ. À. Dạ, chào thầy giáo. Dạ, dạ, quá quá. Chào anh ạ. À. Dạ, mời là... thầy ngồi nhá. Tôi vào tôi lấy nước vào. Ôi, 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 thôi, không cần nước nôi gì đâu. Thế ạ? À? Hôm nay ấy, tôi đến đây để trao đổi về tình hình học tập của cháu Minh. Ờ, thế ạ? À? Dạ, thế là tình hình học tập của cháu Minh... Dạ, dạ, thưa thầy, dạ, có chuyện gì thế ạ? À? Chị cứ bình tĩnh, để tôi trao đổi với phụ huynh của cháu. Ơ, dạ. Chị ạ, à, tôi phải đến đây để kịp thời trao đổi và phản ánh về tình hình học tập của cháu. Dạ. Trong những tháng gần đây, cháu học hành rất là sa sút, luôn bị điểm kém này. Trong lớp thì hay mất trật tự, làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Mà này, nhất là cháu hay trốn học lắm đấy. Ôi dồi. Mà đấy, chuyện tôi đã trao đổi với chị lần họp phụ huynh trước rồi. Mà sao cháu vẫn không tiến triển là thế nào ạ? Dạ, thì... Dạ, thưa thầy ạ, có đúng là như thế không ạ? Ôi dồi ôi, Minh ơi là Minh! Như thế này là như thế nào? Tại sao thầy lại nói chuyện như thế? Con vừa nói với mẹ như thế nào? Con nói với mẹ là con ở nhà con nghe lời mẹ dặn, con chịu khó học hành. Tại sao lại bỏ học? Tại sao lại nói chuyện riêng? Như thế là như thế nào? Còn cả chị nữa. Dạ. Ôi dồi ôi, chị nói với tôi là thằng Minh ở nhà chịu khó học hành, học ngày học đêm. Thế hóa ra là chị với thằng Minh thông đồng nói dối tôi đúng dạ, không? Dạ là không phải như thế. Nó cho chị bao nhiêu tiền? Dạ, nói tôi cho chị bao nhiêu tiền? Tôi... Đứng dậy. Con cho ba cái bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Một triệu à? Ôi, con lấy đỡ đâu ra mà nhiều tiền thế hả? Con lấy trong phòng của bố mẹ. Ôi trời ơi, con với cả cái rồi ơi. Của công mẹ tin tưởng con. Còn cả chị nữa đấy nhá. Ôi trời ơi, tôi tin tưởng chị, hóa ra là chị lừa dối tôi à. Rồi ôi, chị làm tôi thất vọng quá. Ôi, bây giờ cho tôi hỏi, ai là mẹ của cháu Minh? Là chị hay là chị? Là tôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!